Xin chào tất cả quý vị và khán giả. Chào mừng quý vị quay trở lại với cái kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Thế như là hôm qua thì quý vị cũng đã biết rồi, một cái tin nó sốc khủng khiếp. Đó là ba cái anh đã bị bắt. Anh nhiều nhất thì là anh đã 47 tuổi rồi, và các anh còn lại đều sinh năm 83 cả. Một anh thì là thư ký, một anh thì là lái xe thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Nhưng anh còn lại mới đáng quan tâm này các bác này. Anh còn lại làm ở bên C03 thuộc Bộ Công an, thuộc về phòng chống tham nhũng. Và ba cái anh này đều bị một cái tội, đó là cái tội nó gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Đó, các bác có hiểu không ạ? Đấy. Thế thì các bác để ý rằng cái vụ này làm á là bên Bộ Công an đấy làm, chứ không phải là bên ông thiếu tướng Đoàn Duy Khương đâu, là thuộc về bên bên thành phố đó, công an thành phố làm đâu. Thì báo cáo với các bác nó là như thế. Đấy. Thế thì từ những cái chi tiết đấy chúng ta mới có thể rằng là gợi mở ra những cái câu chuyện là nó đằng sau nó là như thế nào, và cái lý do mà họ bị bắt là như thế nào. Tội thì là chiếm đoạt cái tài liệu bí mật của nhà nước, nhưng cụ thể cái tài liệu đấy nó là cái tài liệu gì thì chúng ta thử cùng phân tích qua một chút xem nhé. Thứ nhất ấy, thì để mà tiện bề phân tích thì là tôi cùng mọi người sẽ điểm qua cái sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung. Đấy. Thế thì cái sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Chung nó như thế này để chúng ta mới thấy được rằng từng cái thời điểm nó rất là quan trọng. Đó. Thế thì là ông Nguyễn Đức Chung, ông ấy sinh ra thì nó ở quê tôi cho nên tôi nhớ lắm, ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đấy. Thế cho nên rằng là ông ấy cũng trẻ thôi, sinh năm 67. Đấy. Và khi được phong hàm thiếu tướng ấy, thì là ông ấy lúc đấy đã chỉ có 40 mấy tuổi thôi, 46 tuổi thì phải. Đấy. Mà cái lúc đấy thì ông ấy cũng đã đảm nhiệm với chức vụ gọi là giám đốc công an thành phố Hà Nội. Khi đảm nhiệm thì ông ấy chỉ mang quân hàm thiếu tá, đại tá. Thì sau khi bổ nhiệm xong thì mới đầu là mới được thăng lên cái quân hàm là thiếu tướng. Đấy. Thì đấy là báo cáo với các bác như thế. Cái ẩn tình của cái việc thăng hàm này á, thì nó cũng khá là buồn cười. Đấy. Nhưng mà cụ thể đấy, thăng hàm đấy thì tôi sẽ nói ở đằng sau. Nhưng mà ông ấy thăng hàm là ông ấy thay ông thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh. Mà ông Nhanh thì chắc là mọi người ở tầm cái tuổi thanh niên chắc quên mất cái vụ Việt Đát rồi, đúng không ạ? Hoàng Thị Linh với Việt Đát, thiếu Việt Đát đấy là con của Nguyễn Đức Nhanh cũ. Thì ông này là phó của Đức Nhanh, và sau khi Đức Nhanh nghỉ hưu thì ông ấy lên làm giám đốc công an thành phố Hà Nội. Đó. Đấy, nhưng cái điểm sau nó mới hay. Thế là khi đấy thì năm 2015 thì là khi mà chuẩn bị mà nghỉ cái đợt tới á, thì ông Nguyễn Tấn Dũng ông cũng ký một loạt cái quyết định. Thì trong đó có cái quyết định về phía bên đảng thì là cho ông Nguyễn Đức Chung này đấy là lên làm phó bí thư. Đấy, phó bí thư thành ủy Hà Nội, và chỉ trong chưa đầy một năm sau thì là bổ nhiệm ông ấy làm chủ tịch Hà Nội. Đấy. Thế cho nên ông Nguyễn Đức Chung này là một trong những cái ông mà cuối cùng được bổ nhiệm dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Đấy là báo cáo với các bác như thế để các bác có thể tự lường được mình rằng là cái phe của ông Đức Chung nó là thế nào. Đấy. Thế thì là cái câu chuyện mà ông Nguyễn Đức Chung này ông ấy lên làm chủ tịch ấy thì nó cũng rất là hay và thú vị. Ông Trung có lẽ là ông mọi người thì nó cũng hơi hơi giống cái phong cách của ông Đinh La Thăng, mà đa phần những cái người mà ông thủ tướng đời cũ ấy, ông ấy chọn ấy, thì đa phần là những cái người mà cũng có kiểu dạng như vậy. Đấy. Nghĩa là nói rất kinh và gọi là huy động truyền thông rất là ác. Thế thì rằng là cái câu chuyện của ông Nguyễn Đức Chung này khi ấy thì là ông ấy lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội thì mọi người cứ tưởng là ông ấy làm rất là nhiều nhưng với những người tinh ý thì rằng là sẽ nhận ra là ông ấy làm nhiều hay không nhiều. Tôi lấy ví dụ khi mà mới lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội thì ông đấy có đến thăm cái sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội, và cái một câu nó rất là nổi tiếng vào cái thời điểm đó năm 2016 là quy hoạch Hà Nội nó bị băm nát. Thì cứ nghĩ rằng là lúc đấy mọi người cứ kỳ vọng rằng là khi mà ông ấy lên làm chủ tịch đấy, thì là cái quy hoạch của Hà Nội sẽ được ổn hơn.
Và như các bác thì đã biết rồi, những cái xe buýt rồi là BRT, rồi là tất cả mọi thứ nó làm cho Hà Nội càng băm nát hơn. Rồi đấy, những khu phố như Nguyễn Tuân, tiếc đường thì có vài, nghĩa là chưa đến chục mét mà đấy, hàng chục cái tòa nhà cao tầng nó chen chân nhau vào chỗ đấy. Rồi những cái vụ như là không bao giờ xử lý được, ví dụ như là tòa bên Lê Trực hay là một số các công trình khác. Đấy, tôi ví dụ cho các bác thấy rằng là nói đi đôi với làm là nó cũng rất là khác nhau đấy, chứ không phải là không. Đấy, cho nên mình nhìn vào cái làm để mà mình phán đoán, chứ đừng nghe những cái lời nói lúc đầu hoặc là những cái dẫn dắt của dư luận của họ là mình dễ bị cảm xúc nó bung theo. Giống như thời ông Đinh La Thăng cũng thế, ai cũng kỳ vọng ông đấy ghê lắm, nhưng cuối cùng là sao ạ, bây giờ là án cũng trên 30 năm rồi đấy, thì báo cáo với các bác là như thế. Thế thì ngay cả cái dịp Covid vừa rồi thì các bác mới thấy rằng á, công đầu thì phải là anh Nguyễn Đức Đam đấy, à Vũ Đức Đam. Ông Vũ Đức Đam thì ông ấy vẽ ra toàn bộ những kế hoạch, những cái tác chiến đấy, những cái chính sách, những cái quyết định, thường thường ông ấy họp trước và thậm chí là chỉ xong 1 2 ngày mà. Thì lúc đấy là các tổng gọi là kể cả bác thủ tướng lẫn ông Trung này bắt đầu mới đứng ra truyền thông để mà kêu gọi. Còn cái bản tin về 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 bác Đam ấy thì nó gọi là bé xíu à, không ai để ý đâu. Đấy. Chỉ những người làm truyền thông như bọn tôi thì mới để ý những bản tin là bé xíu nó như vậy. Một cái gọi là cuộc họp của cái ban phòng chống dịch Covid đấy, nó chỉ kéo dài được có khoảng trên truyền hình nó chỉ khoảng 20 giây. Đấy. Thế nhưng mà hôm sau khi anh Trung anh lên thì anh nói hùng hồn lắm, nói có sức thuyết phục lắm, nói cứ như là tất cả những cái đấy là anh ấy quyết ấy. Đấy. Thế cho nên là cái việc mà hô to để nhận công về như vậy thì đã cho anh được một cái đầu tiên, đó là cái vừa rồi là anh ấy nhận được cái huân chương, đúng không ạ? Đấy. Thế thì để qua đó thì các bác mới thấy rằng ấy, bản chất của anh Trung này ấy, anh ấy là người đi lên từ từ gọi là bọn tôi hay gọi là cái từ gọi là dân xã hội đấy. Nghĩa là rất là mưu mẹo, rất là đỏ kia ở bên công an họ như thế này, và sau đó là khi lớn lên khi bên công an thì như thế này, nó cái kia đấy, hiểu biết những cái tầm đấy. Nhưng mà khi đã không làm công an nữa rồi thì anh ấy vùi luôn. Tôi lấy ví dụ như là khi anh ấy điều cái anh Đoàn Duy Khương là cái anh mà trước là thư ký cho Bộ trưởng Trần Đại Quang thì đã mất rồi đấy, về làm giám đốc công an thành phố Hà Nội, thì ngay một thời gian sau thôi anh ấy đã tấn công ngành công an bằng một cách rằng là ngành công an cái cả tôi biết tất cả những cái quán vỉa hè, tất cả những thứ là có công an đứng đằng sau, dạng như vậy đấy. Thì đấy là một trong những cái mà mình chỉ nói lên cái phần suy đoán về cái phần đạo đức, về phần con người thôi, để mà thấy rằng là có nên hay không đấy. Thế thì toàn bộ kể cả những cái vụ lùm xùm liên quan đến sông Tô Lịch, hay là những cái vụ mà mua nước tẩy của sông, mua nước làm sạch, mua mua cái chất tẩy rửa của Nhật làm sạch nước thông qua cái siêu thị Mai Hoa của bà vợ ông Trung, cho đến rằng là một loạt những cái tôi cũng không thể tiện kể hết được những cái thứ để mà ông Trung ông ấy làm như thế nào, thì đấy là các bác có thể nhìn qua được đấy, như vụ Nhật Cường nọ kia đấy. Thế thì cái vụ mà liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng này á, thì trước đó thì cái vụ Nhật Cường thứ nhất là đã được đưa vào diện theo dõi của Ban Bí thư đấy, cùng với những cái vụ án lớn, để các bác thấy rằng là đây là cái vụ trọng điểm của kể cả của bên Đảng lẫn cả bên chính quyền, chứ không phải rằng là nó chỉ là một cái nhỏ thôi. Thế thì cái anh mà C03 kia kìa, anh ấy có vai trò gì, thì tôi phân tích cho các bác như thế này. Trong quá trình mà thu thập cái tài liệu đấy, thu thập cái tài liệu để mà các chứng cứ để mà suy luận từ cái vụ Nhật Cường đấy, thì cái bên ví dụ như là bên các bên ví dụ như là bên thư ký hay cái khác thì nó phải rà soát những cái văn bản, rồi là rà soát những chỉ thị, những cái quyết định đấy, là tại sao chỉ định thầu, tại sao đấu thầu, nó có hợp lý hay không, thì đấy là những cái bằng chứng đấy, các bác có hiểu không ạ? Cái việc mà làm sai quy trình, làm sai quy định đấy, khi mà ký một cái vào đấy thì đấy là một cái chứng cứ cực kỳ vững chắc. Thế nếu mà một cái chứng cứ cực kỳ vững chắc đấy mà nó bị mất, bị hủy hoặc không có bản lưu, thế thì là như thế nào, thì có kết tội được hay không ạ? Đấy. Ngay cả cái việc của anh vụ cái anh Nhật Cường ấy, mà cái anh Huy chủ cái anh Huy mà gọi là sở hữu cái công ty đấy, bây giờ cũng đã bắt được đâu đấy, trốn, thì những cái tài liệu như thế thì nó là như thế nào? Đấy.
Đấy, cho nên là để huy động cái vụ án Nhật Cường, những cái vụ án liên quan đến cái việc mà buôn bán cái thuốc đấy, cái thuốc tẩy tôi cũng không nhớ lắm vì không phải chuyên ngành tôi, là môi trường, nhưng nó sẽ làm sạch những cái sông Tô Lịch thì tất cả Redoxi 3 gì đấy, tôi nhớ mang mãi như thế, Redoxi 3 gì đấy thì thông qua cái siêu thị Mai Hoa đấy, của công ty Mai Hoa là thuộc về bên phía của vợ Nguyễn Đức Trung, và con của Nguyễn Đức Trung là cái người ký, mà cậu đấy cũng năm đấy nó chỉ có mười mấy tuổi, 19-20 tuổi gì đấy. Đấy, giám đốc công ty 19-20 tuổi mà có thể là ký được một cái hợp đồng với cả ủy ban nhân dân thành phố thì cậu thấy cũng kinh đấy. Đấy, mà hợp đồng này cũng lớn chứ không phải là không lớn đâu. Đấy, thì báo cáo với các bác rằng là tất cả những cái thứ đó là nó có cái quy trình đầy đủ, và cái việc mà chiếm đoạt cái tài sản gọi là bí mật của nhà nước như thế này, tài liệu của nhà nước như thế này thì nó là cái tội cũng khá to. Đầu tiên là cái tội như thế, sau đó rằng là người ta sẽ lần mò ra những cái như thế nào. Thì cũng như là video clip trước thì cái việc mà thư ký hay lái xe là người cực kỳ quan trọng. Đấy, tôi biết có nhiều anh lãnh đạo đi đâu cũng lái xe, khi lên chức hay là di chuyển từ cơ quan này sang cơ quan khác thì cái việc đầu tiên ấy, các anh mang theo đó là anh lái xe. Anh lái xe lúc này nó giống như kiểu là cái anh thủ quỹ luôn. Chứ nhiệm vụ của anh không chỉ là lái xe đâu. Đấy. Lái xe cho sếp thì tôi nhớ là có mang máng có mấy anh, mình tán qua một tí nhá, tán qua một tí thôi, là phải có những kỹ năng. Thứ nhất là lái xe thì cũng chỉ cần bình thường thôi, đấy, 5 trên 10, 6 trên 10 là ổn rồi. Nhưng kỹ năng gọi là ăn chơi, tìm những cái chỗ chơi, ví dụ như là quán karaoke, những cái resort, những cái cách thức gọi là gì đấy, ăn chơi thì nhiều kiểu lắm, thì đấy là kỹ năng số 2. Kỹ năng số 3 là phải nhận cho nó khéo đấy, và cũng phải đưa cho nó khéo. Thế cho nên là nhiều ông gọi là cứ mà qua gặp cái chú kia kìa thì chú kia nó là lái xe của ông đấy, đấy. Chứ còn bảo là họ cầm tay là họ không có đâu đấy. Thì cái việc đấy là cái việc mà anh lái xe nó quan trọng như thế nào. Thì trên một diễn đàn ô tô fan ngày xưa nó dò dỉ một số thông tin ấy, mà dò dỉ một cách chính xác ấy, thì nó cũng nói qua một cái chuyện rằng là đi từ anh xe ôm hàng trà đá. Thì lúc đấy tôi có còn một cái rất là đơn giản như thế này thôi, và anh lái xe thì anh ấy tiếp xúc với sếp cả ngày đấy. 8 đến 10 tiếng, 10 tiếng làm việc một ngày thì anh phải tiếp xúc với sếp rơi vào cỡ tầm 2 đến 3 tiếng, đấy là ít nhất. Thế thì trong cái quá trình tiếp xúc đấy rồi là đưa sếp đi gặp ai thì là các anh ấy đều nắm vững cả đấy, nắm vững cả thì trong lúc sếp tiếp ấy thì anh ấy ra lúc chờ đợi thì anh ấy ra con trà đá anh ngồi uống. Mà anh ấy lỡ buôn với anh trà đá anh sẽ ôm gần đấy thì đâm ra là những anh sẽ ôm với anh trà đá đấy là biết cả. Thế cho những thông tin nhiều khi nó không lên đến báo chí chính thống. Thế nhưng mà nó lại những anh trà đá với CEO lại là những người mà biết đầu tiên đấy. Thì đấy là báo cáo với các bác, đó là những cái loa đầu tiên là vì thế. Thế cho nên là nhiều khi lời đồn của những anh trà đá với anh CEO nó chính xác lắm, nó từ anh lái xe mà ra kiểu kiểu vậy đấy. Thế thì truy từ cái anh đấy ra thì nó phải là có đầu mối đấy, các bác biết không ạ? Đấy, truy từ những cái anh đấy ra thì sẽ biết được rằng là các hoạt động như thế nào đấy. Thế thì các bác gọi một số bác hỏi tiếp tôi, thế nào hỏi tôi là cái số phận của anh Trung trước kỳ đại hội như thế này như thế nào, thì tôi báo cáo với các bác rằng là anh cũng chả đủ điều kiện, kể cả không có vụ bắt bớ này thì anh cũng chả đủ điều kiện để mà làm tiếp đâu, để vào ban bí thư đâu đấy, cùng lắm là lĩnh án kỷ luật nhẹ nhẹ sau đi về thôi đấy. Hoặc là nếu mà chạy tốt hoặc là cái gì đấy thì anh có thể về là một cái tỉnh nào đấy anh ấy làm nhỏ nhỏ, chứ còn để lên nữa là không có. Mà tuổi anh ấy thì chưa phải tuổi nghỉ hưu, cho nên nếu mà không cho ấy thì cũng không thể nghỉ hưu được. Nhưng ví dụ có thể cho anh một cái chức gọi là vô thổ vô thực, chủ tịch liên minh hợp tác xã, tôi ví dụ đấy, tôi gọi là có những cái vị trí để ngồi an dưỡng tuổi già, về cấp thì giống nhau, thế nhưng mà để mà có quyền hạn hay làm cái gì đấy thì cho nghỉ với tuổi già thôi, thì đấy là tùy thuộc may mắn của anh đấy. Thế nhưng mà sau cái vụ bắt bớ này ấy, thì cái việc đấy nó không thành, bởi vì chắc là mọi người cũng nhiều người cũng thấy là cái việc mà anh ấy cứ suốt ngày anh ấy ở trong cái diện bị điều tra theo dõi mà anh ấy cứ bô bô ba la ba la ấy. Rồi là trong các cuộc họp anh ấy dùng cái sức ép của truyền thông, cái sức ép của dư luận để mà ép ngược trở lại là có nhiều người không thích. Thế cho nên là đợt này, cái đợt khởi tố này là cũng là sát ván đấy, và tôi nghĩ rằng là cái số phận của anh Đức Trung này thì cũng căng. Đấy, và sẽ không thể nào mà an toàn được, hạ cánh an toàn được như nhiều cái vị khác. Thì đấy là xin báo cáo với các bác rằng là như thế.
Đây, cái phân tích của tôi nó như vậy. Và cái việc này nó cũng đến sớm thôi, nó không không đến muộn đâu. Cái việc kỷ luật anh này thì chắc chắn là để sẽ đến trước đại hội. Và sau đại hội thì có thể là nếu mà bên nào thắng thì sẽ khởi tố, còn bên nào mà không thắng thì là sẽ anh ấy có thể là ăn dưỡng, chứ không thể nào mà ngồi cái vị trí như thế được nữa đâu, lên được nữa đâu. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Để điểm qua được rằng là anh Nguyễn Đức Trung là ai và anh Nguyễn Đức Trung làm như thế nào. Có một chi tiết này nữa để tôi báo cáo với các bác rằng là anh Nguyễn Đức Trung cũng rất là mạnh này, bởi vì em trai của anh Nguyễn Đức Trung thì hiện nay là thiếu tướng và làm tránh phó tránh văn phòng của bên của Bộ Quốc phòng, chứ không phải là nhỏ đâu nhé. Hai anh em đều làm thiếu tướng cả, một bên quân đội và bên công an. Và anh kia thì đang làm phó tránh văn phòng của Quốc phòng. Thì báo cáo với các bác như thế. Thì video clip của tôi là dừng tại đây. Rất cảm ơn các bác đã trao đổi và theo dõi.